với nhận định Nam Bộ vẫn duy trì mưa to. Mưa xảy ra khoảng nửa diện tích của khu vực vào chiều tối, Tây Nguyên cũng có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Bắc Bộ, ở vùng núi có mưa vừa, mưa to, ban ngày nắng nóng. Còn các tỉnh Trung Bộ có nơi nắng nóng, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nơi nắng nóng gay gắt. Về nhiệt độ cụ thể như sau, phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, cao nhất 32 đến 35 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, cao nhất là 32 đến 36 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, cao nhất là 33 đến 36 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất là 31 đến 36 độ C. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất là 21 đến 24 độ C, cao nhất 29 đến 32 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất là 31 đến 34 độ C.